Cơm tấm thường là món ăn dân dã, đường phố, phục vụ mọi đối tượng thực khách. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy món ăn này từ các tiệm bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng. Bên cạnh đó, cơm tấm cũng được biến tấu, trở nên đa dạng hơn so với cơm tấm truyền thống. Tại Cơm Tấm Hiền, 58/39 Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một quán cơm tấm ngon. Quý vị, anh chị cùng các bạn có thể tham khảo địa chỉ này. Xin kính chào quý vị, anh chị cùng các bạn. Hiện tại, Sài Gòn bây giờ đang có mặt tại 58/39 Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có quán cơm tấm Hiền, đã xuất hiện hơn chục năm qua, cuốn hút bao thực khách gần xa. Xin mời quý vị cùng Sài Gòn bây giờ khám phá và thưởng thức nhé. Chào em. Dạ, chào anh. À, mình bán đây lâu chưa em ha? Dạ, em bán cũng được mấy năm. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Em, cô Hiền là mẹ em hả? Dạ đúng rồi, cô Hiền là mẹ em. À, mình bán giờ bán của mình là sao em? Dạ, em bán là từ 7 giờ đến 1 giờ. 7 giờ tới 1 giờ trưa là được là hết em ha? Dạ. À, em có thể giới thiệu anh là cơm của mình thì gồm có mấy món không em ha? Dạ thì quán nhà em là bán phần người cơm tấm. À, nhà em có bì phần tấm luôn em ha. Bì chả thì có hai loại. Chả mướn bì sao anh thấy nó có hai loại là sao em? Bì là vừa có da vừa có nạc. À, vừa da vừa nạc. À, chả thì em có hai loại là chả thường và chả mướn. À, cái này là chả muối phải không em? À, thấy có trứng muối. Dạ quá ha. À, đây là ốc la. Thực ra thì mình bán món gì là nhiều nhất em? Bán món nào cũng chạy. Chắc tùy theo ngày ha. Cái này cũng tùy. Cái này là ba loại cũng nướng luôn ha. À, cái này nướng xong rồi mình cắt bát ha. Này là sườn. À, anh thấy ở đây đặc biệt nhất là cái sườn á, cái vị nó thấm lắm mà nó có mùi vị cũng đặc trưng nữa, hấp dẫn. Tấp mỡ hả? À, tấp mỡ là 7-8 giờ là hết rồi hả? Dạ hết trơn. À, còn cái này là gì em? Cái này là mặt sữa kìa. À, em mình bán hộp cơm của mình đó là giá của mình đây bao nhiêu em? Rất là tùy mới ha. Nhưng mình cũng có gà nữa ha. Gà đây là gà nướng hả? À, gà ướp nướng. Vậy sữa la. Ba lần. Đâm đi. Những cái phần này là ăn kèm em ha. Cái này là mỡ hành ha, nhìn hấp dẫn quá ha. Phần gì em? Mẹ làm sườn bì cho khách. Sườn bì cho khách. Phần này là giá bao nhiêu tiền em? Mẹ là bình thường 35. À, chỉ trong 35. Địa chỉ mình ở đây cụ thể là bao nhiêu vậy em? Địa chỉ đây là 58/39 Phan Chu Trinh. À, đường Phan Chu Trinh hả? Phường Phan Chu Trinh hả? Dạ. Phường mấy? Phường 24. À, phường 24. Nước mắm á, là nó cũng quan trọng lắm em ha. Dạ,
Nước mắm ở đây là hình như là mình nấu nấu nước đường phải không em? Nấu nước dừa. Nấu nước dừa hả? Nước dừa mình nấu ra chứ không phải nước công hả? Hàng gì anh thấy cái nước mắm ở đây nó sánh lắm. Ở cái này nó không có là nước mắm kẹo luôn, cái này nước mắm bình thường. Vậy hả? Em mình bán cho khách ăn tại chỗ mang về mình có bán trên app? Có anh, bán trên Shopee. Shopee hả? Chỉ có bán một Shopee thôi hả? Shopee. Thì cái anh thấy hình như có phần canh nữa ha? Mỗi ngày một món canh hay sao? Đúng rồi, mỗi ngày một món. Thì bán trưa với canh cho khách ăn. Nhưng mà tới chủ nhật là không có. Mà là mấy ngày lễ thì không có nấu. Hôm nay thì mình có canh gì em ha? Nay em có canh bí. Hôm nay có canh bí. Cái này là mình đang ướp thịt hả em? Đang nướng thịt. Cái này em đang nướng. Em biết thịt này mình ướp lâu không em? Thịt này ướp từ hồi tối. Cũng đi thấm em ha. Dạ. Cái thành phần ướp này là chắc mẹ làm hả hay sao? Em làm. Em làm luôn. Wow, giỏi vậy. Có thể giới thiệu trong này nó có những gì không em? Nó cũng có mấy thứ cơ bản là nước tương, nước mắm, dầu hào. Tương, nước mắm, dầu hào. Dạ. Thấy có tỏi nhiều ha? Dạ, có tỏi với hành chết thôi. Tỏi hành nữa. Dạ. Cái này là mình nướng đâu bán đó em ha? Dạ đúng rồi. Tầm em nướng có chừng 10 miếng à. Sau đó là bán hết rồi mới bắt đầu nướng thêm. Thì nó mới thì nó mới không có bị khô thịt phải không? Dạ đúng rồi. Nướng đỡ đều tay quá ha, đỡ liên tục luôn ha. Dạ. Nó mới chín vô phía trong luôn em ha. Dạ. Nó mới chín thấm đều. Vị kiểu như nó chín đều hết. Dạ. Nếu mà mình không đều tay thì nó sẽ bị ở ngoài chín mà trong sống. Nó bị khét. Cái cơm tắm đó là nó quan trọng nhất là cái sườn nướng ha. Thấy phần lớn là người ta mua sườn nướng là nhiều nhất không em? Dạ, với lại mấy em cũng bán với sườn nướng với chả với bì. Sườn nướng chả bì. Thì em hồng cơm tắm cho nên mấy món cơm tắm đều bán chả. Chả thường. Dạ, chào chú. Con ở gần đây không? Dạ, nhà con gần đây. Dạ hả? Con hay ăn cơm ở đây không? Dạ có. Con thấy sao? Cơm ở đây nó vừa với con. Con thấy nó hợp khẩu vị, dạ, hợp vô gì ha? Dạ, cái này cũng gần nhà nên dễ mua. Giá cả thì sao? Giá thì vừa với con. Dạ ha. Chúc con ngon miệng nha. Dạ. Ăn ngon, ủng hộ quán nhiều ha. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Mình ở gần đây không em? Dạ, nhà em gần đây à. Em hay ăn cơm quán này không? Dạ có. Thường thường em ăn món gì em? Em chỉ ăn đơn giản là sườn chả thôi. Sườn chả ha? Dạ. Em thấy khẩu vị đây sao? Dạ vừa miệng với em. Vừa miệng ha? Đậm vị. Chả ngon. Giá cả thì sao em? Dạ hợp lý với sinh viên bọn em. Hợp lý sinh viên ha? Dạ. Chúc em ngon miệng nha. Dạ không. Ủng hộ quán nhiều nữa ha? Dạ dạ. Cảm ơn em. Từ xa xưa, gạo tấm được gọi là món ăn cứu đói của người dân lao động nghèo. Sở dĩ như vậy là vì hạt gạo tấm ít nở, giá thành lại rẻ, nên có thể dùng trong bữa ăn hàng ngày để tiết kiệm chi phí. Ngày nay, món ăn này được nâng tầm và trở thành đặc sản và được nhắc đến thường xuyên. Đặc biệt, nó trở thành món ăn đặc trưng của Sài Gòn. Thành phần cơm tấm hiền gồm có bì heo, phần da và phần nạc được cắt sợi nhuyễn đều. Chả hấp có hai loại cho thực khách lựa chọn. Đó là loại chả hấp thường và chả hấp trứng muối, trông hấp dẫn và bắt mắt. Phần ấp la như một đóa hoa trắng nhụy vàng, độ chín vừa phải, đẹp sóng sánh. Thịt ba rọi, nướng thơm, thấm vị. Đặc biệt, quán của Hiền có món sườn nướng đặc trưng được ướp với công thức đặc biệt.
và trước nhiều giờ để thấm gia vị và nướng trên than hoa, đều tay, thơm ngon. Món lạp xưởng khìa nhìn cũng rất hấp dẫn, có cả thịt kho trứng và gà nướng cho thực khách lựa chọn. Này cậu tắm luôn hả chị? Tắm luôn. Cái này là mình hấp hay là nấu chị? Hấp. Hấp hả? Nấu giống xong rồi như... mình mới bỏ vô đây. À, làm giống như xôi vậy hả chị ha? Trung bình ngày mình bán bao nhiêu ký gạo vậy? Vô chừng. À, vô chừng ha. Bán 20 ký, còn thường thì nhiều lắm. Hấp dẫn quá. Mình đang làm gì anh? Thì em đang bán bì chả ốp la với lại một sừng bún kho cho sao? Chúng mình đất hẻm nhưng mà thấy bắt đắt khách quá ha. Dạ, cũng được cái là mọi người thương. Cho cơm tấm trắng tươi vào đĩa, xếp từng loại thức ăn theo nhu cầu của bạn lên trên như sườn bì, chả, trứng ốp la, lạp xưởng khìa, rồi cho mỡ hành vào, đầy đủ màu sắc trong bắt mắt, mùi hương tỏa ngào ngạt quyến rũ, được ăn kèm cùng đồ chua, nước mắm ngọt, hòa vị và đầy dinh dưỡng cho ngày làm việc của bạn cuốn hút, ăn, ăn hoài, ăn mãi cho đến những hạt cơm cuối cùng. Sài Gòn Bây Giờ xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị cùng các bạn đã đồng hành và khám phá ẩm thực cùng kênh. Thêm một địa chỉ mới, một món ăn ngon, đậm vị. Có cơ hội bạn hãy tìm đến thưởng thức
và chia sẻ tại 58/39 Phan Chu Trinh, phường 24 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ.